Bài số 10 này nó là một bài tập khá thú vị cho mảng kiểu sâu, tức là mảng nó là một cái string, array of string nhé. Thì ta sử dụng một cái sâu, mảng kiểu sâu. Bài này chắc là cho khoảng tầm và 50 phân tử thôi. Các bạn lưu ý rằng việc thằng fi là ký tự thì cũng hay là fi là số, thì đặc điểm có một cái đặc điểm rất quan trọng của số Fibonacci thì các bạn có thể lên YouTube coi chữ ghi số Fibonacci thì người ta có thể đưa ra được một số thuật toán hay một số các cái vẻ đẹp của số Fibonacci. Số Fibonacci là một cái số rất thú vị trong khoa học, nó đưa ra một cái khái niệm gọi là tỷ lệ vàng. Do đó các bạn thấy rằng các cái hoa hậu mà muốn đạt được giải hoa hậu thì khuôn mặt của họ cũng sẽ đưa ra được cái khái niệm tỷ lệ vàng. Đó. Tức là tỷ số A chia cho A cộng B nó đạt với cái khoảng tầm 1,58 hay bao nhiêu ấy, thì đưa ra tỷ lệ vàng. Và các bạn có thể biết xem là mình có thể đo chiều dài của chân mình, xem cái chân của mình có đúng theo tỷ lệ vàng so với cơ thể hay không, vân vân. Và đặc điểm của số Fibonacci của nó đó là tăng rất nhanh. Các bạn có thể gắn F1 bằng 1, F2 bằng 1, for i chạy từ 1 đến 100, các em write tất cả thằng AI ra thì ta thấy giá trị của AI nó tăng một cách chóng mặt. Nó tăng lên khoảng thời n bằng 50, nó đã vượt qua 10 mũ 9 rồi. Đấy. N khoảng tầm gần bằng 100, nó đã vượt quá 10 mũ 18 rồi. Vì nó tăng rất nhanh dẫn đến độ dài của sâu FN nó bị tăng nhanh. Dẫn đến độ dài của sâu FN tăng cũng nhanh. Vậy thì khi đó nếu mà làm bài theo cách thứ nhất, ta sẽ nghĩ một cách rất ngây thơ thì ta sẽ đề bảng như thế nào, làm như thế đi thi lại. Các bạn lưu ý nhé, đi thi muốn có giải đề bảng như thế nào thì cứ làm như thế đấy, chắc chắn sẽ có giải. Các bạn chờ đợi tí. Alo alo, quên mất, lên luôn. Thôi để thầy tua nhanh các bạn một chút, từ bây giờ mới phát hiện ra là hôm nay học cơ quan. Ta for i chạy từ 3 cho đến n và thực hiện cái công việc là gắn fi. Các bạn lưu ý rằng là phép toán cộng sâu không có tính chất giao hoán nhé, do đó thằng fi trừ 1 cộng với thằng f của i trừ 2 là nó sẽ khác so với fi trừ 2 với fi trừ 1. Sau khi thực hiện xong cái công việc này, đề bài người ta yêu cầu đếm số lượng ký tự A, ký tự B trong sâu. Đếm số lượng ký tự A và ký tự B trong sâu Fibonacci thứ N. Vậy thì thầy đã tìm được số Fibonacci thứ N rồi. Vậy thì thầy sẽ thực hiện cái công việc là for i chạy từ 0, sâu nó sẽ đánh chỉ số thứ tự từ 0 cho đến thằng FN. Chấm sai. Trừ 1. Nếu thằng F thứ y, nếu ký tự thứ y mà bằng, nếu ký tự thứ y của sâu FN mà bằng ký tự A thì các bạn tăng thằng Z lên. Đấy. Ngược lại thằng này thằng ZA, ngược lại thì các bạn tăng thằng ZB lên. Đấy. Trước đó thì ta khởi tạo ZA bằng 0 và ZB bằng 0 rồi. Khi đó ZA chứa số lượng ký tự A, ZB ký chứa số lượng ký tự B và ở đây ta sẽ thực hiện đưa ra thằng AB. À, xin người. Và thầy tin chắc là các bạn cũng sẽ làm theo cách này. Với làm theo cách này ta lưu ý như thế này. Bởi vì số sâu Fibonacci tăng rất nhanh, do đó cái thằng FI của ta khi các bạn chạy N có bỡ cỡ khoảng tầm bằng 43 thì khi đó độ dài của sâu FN đã lên tới khoảng tầm 10 mũ 9. Vậy cái vòng for thứ hai của các bạn, cái vòng for trên người này, nó sẽ for cho tới 10 mũ 9 và giải thuật của mình sẽ bị TLE. Giải thuật của mình sẽ bị TLE.
nhé. TLE tức là giải thuật nó sẽ bị time limit đấy, và khi đó nó không thể access cái code của mình được. Vậy thì ta sẽ nghĩ ngay đến cách thứ hai. Thầy phải tua nhanh cái này bởi vì thầy bây giờ phải đi họp một chút. Nhưng mà với cách thứ hai này ta cũng nhận thấy như sau. Thầy chép lại cái đề nhé. Với cách thứ hai thì công việc của mình, để thay vì việc đi đếm số lượng ký tự A và số ký tự B của lần lượt của sâu FN, thì vậy ngay từ lúc đầu thầy sẽ gọi GI là số ký tự A ở trong sâu FI, gọi thằng HI là số ký tự B trong sâu FI. Trên thực tế hai thằng này khác nhau, trên thực tế ta chỉ cần tính thằng GI cũng được. Và ta nhận thấy như thế này, G1 bài ta quan sát nhé. Thầy lấy lại cái sâu Fibonacci này, các bạn cùng quan sát chỗ này nhé. Ta cùng quan sát nha. G1 tức là số lượng ký tự A trong sâu F1, như vậy G1 của thầy bằng 1, G2 của thầy, G2 là số lượng ký tự A trong sâu F2, sâu F2 không có ký tự A, vậy nó sẽ bằng 0. Vậy thì thầy sẽ có GI của thầy sẽ bằng là GI trừ 1 cộng với GI trừ 2. Rõ ràng số lượng ký tự A trong sâu thứ N sẽ bằng số lượng ký tự A trong sâu thứ N trừ 1 cộng số lượng ký tự A trong sâu thứ N trừ 2. Đấy. Tương tự như vậy, thầy có gọi HI là số lượng ký tự B, trên thực tế nó sẽ chỉ là bằng thằng S chấm sai trừ đi thằng GI G thứ N thôi. Chỗ này thì ta lưu ý, ta gọi HI là số lượng ký tự B trong sâu FI. Vậy thì ta thấy rằng sâu F1 không có ký tự B nên thằng H1 bằng 0. Sâu F2 không có ký tự B nên H1 bằng 1. Đấy, và HN bằng N này. Như vậy thì các bạn sẽ thực hiện cái công việc là for i chạy từ 1 đến N, thực hiện cái công việc này. Đấy. Sau khi các bạn gán giá trị này thì ta sẽ for i chạy từ 3 đến N và thực hiện cái công việc H thứ i. Đấy. Như vậy thầy sẽ thu được GN chính là kết quả là số lượng ký tự A. Tương tự như vậy, thầy sẽ thu được ở đây thầy luôn thằng này bằng 2 cho nhanh. Đấy. Khi đó kết quả của bài toán của thầy chỉ việc for cho tới N thôi, và N ở đây nhớ bằng 53. Ôi, hoàn toàn ngon. Vậy thì thầy sẽ đưa thằng GN và thằng HN ra, trong đó GN là số lượng ký tự A, HN là số lượng ký tự B. Vậy làm theo cách này thì độ phức tạp của cả thầy nó sẽ là mật ON. Làm theo cách này độ phức tạp của nó sẽ là bằng O mắc của len của thằng FN. Len đây là độ dài nhé, nó chính là thằng FN chấm sai đấy, với thằng N. Đấy. Rõ ràng len của thằng FN nó sẽ lớn hơn. Còn ở đây nó chỉ mất có ON. Và lưu ý rằng thằng GN và HN này nó chứa các số. Ở đây lưu ý cái mảng G và mảng H. Mảng H là sẽ phải thuộc kiểu long long nhé, thì nó mới chứa hết được. Trong Pascal các bạn sử dụng kiểu INT64. Đấy. Vậy thì trên đây nó là cái bài toán sâu Fibonacci 2, đó là đếm số lượng ký tự A và ký tự B trong sâu. Ở sâu này, ở bài này nó sẽ có đi theo cái tư tưởng, theo phương pháp hơi định hướng về quy hành động, và nó sẽ giúp cho các bạn có một cái thói quen rất lành mạnh, đó là thói quen đánh giá độ phức tạp thuật toán. Vì độ phức tạp thuật toán ở đây nó sẽ chi phí lớn ở chỗ này, nó chi phí lớn ở chỗ này. Và khi ta có một cái nhận định là đặc điểm của số Fibonacci tăng rất nhanh nên độ dài của thằng này tăng nhanh và lớn, và do đó ta không thể for cho tới 10 mũ 9 được, vậy thì ta sẽ làm được những cái công việc như thế này. Và từ giờ trở đi với mỗi bài toán các bạn nghĩ rằng
đề bài phát biểu như thế nào, làm theo như thế đấy là một cách các bạn tổ chức nó là sub 1. Sau đó các bạn cải tiến nó thành cách số 2, tổ chức nó thành sub 2. Trong giờ thi nếu chứng minh được sub 2 mà đúng thì các bạn gọi sub 2. Còn nếu hết giờ mà vẫn chưa đúng thì ta sẽ gọi thằng sub 1 ra, để tránh tình trạng là mình cải tiến chương trình mà mất đi cái giải thuật đã làm được nhé. Rồi trên đây đó là bài toán số 10, bài Sophie Bonacci 2.